Xin chào các bạn, theo các bạn, thì liệu có tình yêu nào đau đớn đến mức người ta sẵn sàng giết chết người mình yêu thương nhất hay không? Có lẽ đó không phải là tình yêu thông thường, đó là một thứ tình cảm bị bóp méo bởi sự tuyệt vọng và dằn vặt đến cùng cực. Một thứ tình yêu mà nỗi đau vượt quá cả lòng trắc ẩn, khi cái chết dường như không còn là điểm kết thúc, mà lại trở thành cách duy nhất để cứu rỗi. Phải chăng tình yêu ấy biến người ta thành kẻ sát nhân, không phải vì căm ghét, mà vì tin rằng chính tay mình đang giải thoát cho người mà mình trân quý nhất? Nếu đúng là như vậy thì có mỉa mai quá hay không? Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe toàn bộ câu chuyện này. Trước khi đi vào nội dung chính, bạn nhớ ấn like và thả tim dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh nếu bạn là người mới ghé thăm kênh lần đầu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Câu chuyện bắt đầu vào một sáng tháng 8 năm 2007. Hôm ấy, ông Lưu Chí Dũng, sống trong một khu dân cư yên tĩnh ở Thành Đô, đang bận rộn sửa chữa đồng hồ cho khách tại cửa tiệm của mình. Đột nhiên, chung điện thoại reo lên, phá vỡ sự tập trung của ông. Trên màn hình hiển thị một số lạ kèm theo địa chỉ xuất phát từ Bành Châu. Cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng. Ông dừng tay, vừa lấy điện thoại và nhanh chóng nhấc máy. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, những thông tin truyền tới khiến ông như bị đánh gục. Người gọi thông báo rằng, con gái lớn của ông, Lưu Đình Đình, đã đến trình báo tại cơ quan công an Bành Châu vào rạng sáng, khai nhận rằng cô ta chính là người đã sát hại em gái song sinh của mình, Lưu Quyên Quyên. Thông tin này như một nhát dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào tâm trí ông, để lại cảm giác bàng hoàng không sao diễn tả được. Lý trí ông bị bao phủ bởi một làn sương mờ mịt, không thể nào tiếp nhận được sự thật kinh hoàng ấy. Đầu óc ông dường như ngừng hoạt động trong giây lát. Cảm giác mơ hồ xen lẫn sự choáng váng khiến ông chỉ biết đứng chờ ra, không thể thốt nên lời. Sự thật tàn nhẫn rằng con gái út của ông đã qua đời dưới tay chị gái sinh đôi, người mà từ nhỏ luôn được xem như hình bóng thân thiết và yêu thương nhất, khiến trái tim ông nát vụn. Sự sụp đổ ấy không thể chỉ diễn tả bằng nước mắt, mà còn là nỗi đau xé lòng của một người cha khi biết rằng những đứa con mình đã từng yêu thương, dạy dỗ, nay lại rơi vào cảnh tượng huynh đệ tương tàn. Càng nghĩ đến mối quan hệ khăng khít giữa Đình Đình và Quyên Quyên, ông Dũng càng không sao hiểu nổi điều gì có thể biến cô con gái ngoan ngoãn, trầm lặng ngày nào thành kẻ máu lạnh như thế. Những ký ức về hai chị em quấn quýt, hỗ trợ nhau trong mọi việc học hành và cuộc sống chợt ùa về trong tâm trí. Ông nhớ lại những lúc ba chị em cùng nhau ngồi học, cùng chơi đùa trong tiếng cười giòn tan vang khắp căn nhà nhỏ. Chẳng ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ ấy lại ra tay với chính em gái mình, cướp đi sinh mạng của người đã gắn bó suốt 18 năm qua. Sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát, ông Dũng rời cửa tiệm, bước đi mà không hề biết bản thân đang làm gì. Trong lòng chỉ có một nỗi thắc mắc dài rằng, điều gì đã khiến Đình Đình hành động như vậy? Tại sao tình cảm gia đình lại biến chất theo cách không thể ngờ đến như vậy? Ông gục xuống, nức nghẹn trong tiếng khóc đầy tuyệt vọng. Còn Đình Đình, người đã gây ra bi kịch, khi đối diện với ống kính truyền thông, ánh mắt cô chỉ đượm vẻ bình thản đến lạnh lẽo. Tâm trí cô tràn ngập cảm giác như đang thoát khỏi một công cùng vô hình đã kìm kẹp suốt bao năm tháng. Không một chút hối hận, cô không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào trước hành động của mình. Đối với cô, đó như là một sự giải thoát, như thể bản thân đã giải quyết được một gánh nặng tồn tại trong tâm trí bao lâu nay. Câu chuyện khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và tự hỏi, liệu có điều gì đã thúc đẩy cô ta đến bước đường cùng như vậy? Những cảm xúc chất chứa và những mâu thuẫn âm ỉ nào đã từng tồn tại giữa hai chị em mà không ai hay biết? Người chị từng được nuôi dạy với lòng yêu thương, bỗng chốc trở thành kẻ thù không đội trời chung của em mình. Tình chị em sâu sắc ấy đã biến chất, chỉ còn lại sự căm phẫn và khao khát tự do. Để hiểu rõ hơn, cần nhìn lại quá khứ của gia đình họ Liêu, nơi từng là tổ ấm tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Ông Dũng và bà Trinh kết hôn vào năm 1986. Hai năm sau, một cặp song sinh ra đời trong sự hân hoan của cha mẹ, được đặt tên là Lưu Đình Đình và Lưu Quyên Quyên. Họ là hai đứa trẻ xinh đẹp và khỏe mạnh, mang đến niềm vui lớn lao cho gia đình. Chưa đầy 3 tháng sau, cả nhà chuyển đến Thành Đô, bắt đầu một cuộc sống mới. Ông Dũng, một cựu binh với tay nghề sửa chữa đồng hồ được học trong quân ngũ, đã mở một sạp nhỏ buôn bán để kiếm sống qua ngày. Qua 10 năm kiên trì, ông gây dựng được một cửa tiệm sửa chữa riêng và còn mua được một căn nhà rộng rãi nhờ vào sự chăm chỉ của mình. Năm 1989, bà Trình sinh thêm một cô con gái út, đặt tên là Lưu Gia Gia. Bà cô con gái của ông bà đều ngoan ngoãn, hiếu thảo và thành tích học tập xuất sắc. Nếu không có biến cố gì xảy ra, cuộc sống của gia đình họ sẽ mãi êm ấm và hạnh phúc. Hàng xóm vẫn thường trầm trồ khen ngợi gia đình họ Liêu, ví họ như có 3 bông hoa vàng. Ông Dũng cũng tự hào về các con của mình, vì cả 3 đều chưa từng làm ông phải phiền lòng. Tuy nhiên, sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.
Bên dưới vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc, mâu thuẫn và những cảm xúc tiêu cực âm thầm tích tụ giữa các chị em. Sự khác biệt về tính cách ngày càng trở nên rõ rệt khi họ trưởng thành. Đình Đình trầm lặng, hướng nội, trong khi Quyên Quyên lại năng động và tỏa sáng với thành tích học tập cùng các tài lẻ vượt trội như ca hát, nhảy múa. Cô em gái nhỏ luôn nổi bật hơn, không chỉ trong gia đình mà còn ngoài xã hội. Thời gian trôi qua, sự chênh lệch ấy càng khiến mối quan hệ chị em trở nên căng thẳng. Dù bề ngoài, cả hai vẫn duy trì sự hòa thuận, nhưng sâu trong lòng Đình Đình, có một nỗi ấm ức đang âm thầm nảy nở, lớn dần theo từng ánh mắt ngưỡng mộ mà mọi người dành cho em gái mình. Năm 2001, khi Quyên Quyên vừa bước vào tuổi 13, cũng là thời điểm mà cuộc sống vui tươi, khỏe mạnh của cô bé bắt đầu thay đổi. Vào một ngày thứ bảy của tháng 3, cả nhà họ Liêu cùng nhau đến công viên dạo chơi theo lời năn nỉ của ba đứa trẻ. Những tưởng đó sẽ là một ngày đầy niềm vui và tiếng cười, nhưng thời tiết bỗng đột ngột thay đổi. Một cơn mưa bất chợt kéo đến, buộc cả gia đình phải vội vã quay về. Việc bị cảm lạnh sau khi dính mưa vốn dĩ không phải là điều hiếm thấy, nên vợ chồng ông Dũng khi ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng cho con uống thuốc cảm và để cô bé nghỉ ngơi sớm là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thế nhưng, bệnh tình của Quyên Quyên lại phát triển theo chiều hướng lạ lùng. Ban ngày uống thuốc, cô bé dường như khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cơn bệnh lại quay trở lại với những cơn sốt âm ỉ, ngày càng trở nên dai dẳng. Suốt một tuần liền, cô bé liên tục trong tình trạng sốt nhẹ. Đỉnh điểm là một đêm nọ, Quyên Quyên bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê, khiến cả nhà hoảng hốt đưa cô đến bệnh viện trong nỗi sợ hãi và lo lắng tột cùng. Không ai trong gia đình ngờ rằng, một khi đã rơi vào hôn mê, cô bé sẽ phải nằm bất tỉnh suốt 18 ngày ròng rã. Sau khi tỉnh lại, cơn sốt cao mới thực sự dịu xuống. Kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho thấy cô bị viêm màng não. Ban đầu, gia đình vẫn nuôi hy vọng rằng với phác đồ điều trị hợp lý, cô bé sẽ sớm bình phục, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau đó, các triệu chứng khác bắt đầu xuất hiện. Cô bé di chuyển khó khăn, dáng đi không còn vững vàng, tay chân đôi khi trở nên cứng đờ và thậm chí cổ thường xuyên co giật. Quyên Quyên giờ đây chẳng còn là cô gái năng động, hồn nhiên với niềm yêu thích nhảy múa như trước. Tâm trí của cô bé dần trở nên xa lạ với những người xung quanh. Có những lúc, đang nói chuyện bình thường, ánh mắt cô bé bỗng xâm lại và chẳng ai ngờ được những hành động dữ dội tiếp theo, đập phá đồ đạc, đánh người, khóc lóc điên loạn mà không hề có dấu hiệu báo trước. Mỗi lần như vậy, cả gia đình chìm trong nỗi tuyệt vọng, không hiểu điều gì đã xảy ra với đứa con ngoan ngoãn ngày nào. Từ một người luôn yêu thương động vật, Quyên Quyên bắt đầu có hành vi tàn nhẫn với những sinh vật nhỏ bé trong tay mình. Chỉ cần một giây phút không kiểm soát được, cô sẵn sàng ném chúng mạnh xuống đất. Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Mèo, chó trong nhà mỗi khi nhìn thấy cô bé đều lẩn trốn vào góc nhà, như cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn. Cảm giác sợ hãi len lỏi trong từng thành viên trong gia đình. Và không dừng lại ở đó, hàng xóm xung quanh cũng không còn dám lại gần trò chuyện với cô nữa. Sự thay đổi đột ngột và đáng sợ đó của Quyên Quyên đã khiến Đình Đình cảm thấy như đang mất đi một phần quan trọng của mình. Nhìn em gái dần trở nên khác lạ, cô không khỏi đau lòng và lo lắng. Từ đó, sự quan tâm của cả gia đình bắt đầu dồn hết vào Quyên Quyên. Mỗi khi em có biểu hiện bất thường, mọi người đều sẵn sàng ở bên an ủi, động viên, cố gắng giúp cô bé cảm thấy an toàn và bình tĩnh lại. Dù có những thời điểm Quyên Quyên vẫn còn những khoảnh khắc tỉnh táo, nhưng nỗi ám ảnh về việc cơn bệnh có thể ập đến bất cứ lúc nào luôn khiến bầu không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Quyên Quyên đôi khi cũng ý thức được bản thân mình đang dần mất kiểm soát. Có lần, trước khi cơn bệnh phát tác, cô đã cố gắng báo trước để gia đình tránh xa. Và sau mỗi lần tỉnh táo, cô bé lại bàng hoàng nhìn cảnh tượng hỗn độn mà mình đã gây ra. Nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của cha mẹ và sự sợ hãi của hai chị em, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Mỗi lần như thế, gia đình lại ôm nhau khóc, những giọt nước mắt chảy tràn vì bất lực và đau đớn. Quyết không bỏ cuộc, vợ chồng ông Dũng quyết định tiếp tục đưa con vào bệnh viện, mong tìm ra cách điều trị hiệu quả hơn. Chẩn đoán mới lần này lại giáng xuống như một đòn chí mạng, Quyên Quyên mắc chứng tâm thần hưng cảm kịch phát. Không chấp nhận sự thật rằng con gái mình mắc bệnh tâm thần, họ vẫn hy vọng vào một phép màu có thể chữa lành mọi thứ. Họ đi khắp nơi, từ bệnh viện lớn đến những phòng khám đông y, thử mọi liệu pháp chỉ để mong rằng cô con gái có thể thoát khỏi căn bệnh đang giày vò. Nhưng rồi bi kịch thực sự chỉ vừa bắt đầu. Trong một lần, ông Dũng vô tình nhìn thấy một quảng cáo về phương pháp phẫu thuật hộp sọ với tỷ lệ thành công cao đến 95%, có khả năng kiềm chế bệnh tâm thần. Như người sắp chết đuối với được cọc,
vợ chồng ông quyết định thử mọi cách để gom đủ tiền cho hai ca phẫu thuật vào tháng 5 và tháng 12 năm 2004. Đó là lần đầu tiên họ thử phẫu thuật mở hộp sọ và một lần dùng dao gamma để điều trị, nhưng mọi kỳ vọng đều nhanh chóng tan biến. Phần hải mã và hạch hạnh nhân ở bán cầu não trái được cắt bỏ thành công, nhưng khi chuyển sang bán cầu phải, ca phẫu thuật thất bại, gây tổn thương nghiêm trọng. Từ sau những cuộc phẫu thuật đó, tình trạng của Quyên Quyên càng trở nên tồi tệ hơn. Bạo lực, hung hăng là những gì mà căn bệnh để lại sau các cuộc phẫu thuật. Chỉ 3 ngày sau, Quyên Quyên đã có hành vi bạo lực ngay tại bệnh viện. Khi đang được truyền dịch, cô bé bất ngờ đập vỡ chai truyền, suýt nữa làm rơi mảnh thủy tinh xuống đất. Cả nhà lúc ấy như rơi vào bóng tối vô định, không còn biết phải làm gì để kéo con gái trở lại. Những tưởng hai lần phẫu thuật là cơ hội cuối cùng để chữa trị, nào ngờ tất cả lại đưa họ vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát, nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu cho một loạt hành động bạo lực ngày càng gia tăng. Cơn bệnh tiếp tục diễn tiến phức tạp, khi mẹ cô đang cho con ăn, Quyên Quyên đột ngột túm lấy tóc và giật mạnh không buông, khiến bà Trình phải vật lộn một hồi mới thoát ra được, nhưng hậu quả là một mảng tóc đã bị xé toạc. Cứ thế, những hành vi bạo lực của Quyên Quyên xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc, gần như mỗi ngày. Cô bé phát bệnh ít nhất 10 lần, khiến không chỉ người trong gia đình mà cả hàng xóm xung quanh đều sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Cả nhà gần như tan hoang dưới sự tàn phá liên tục của cô bé. Các thiết bị điện tử lần lượt bị đập phá, đồ đạc trong nhà không cái nào còn nguyên vẹn, và thậm chí một màng tường cũng bị đập vỡ dưới sức mạnh không thể kiểm soát của Quyên Quyên. Trước tình cảnh đó, để tiếp tục điều trị và ổn định cuộc sống, ông Dũng đành phải bán đi căn nhà của gia đình. Cả nhà 5 người chuyển vào sống tạm ở tầng 2 của cửa hàng sửa chữa nhỏ mà ông đang sở hữu. Bà Trinh từ bỏ công việc của mình để toàn tâm chăm sóc cô con gái thứ hai. Đình Đình và Gia Gia, sau mỗi ngày học về, cũng cố gắng phụ giúp mẹ làm những việc vặt trong nhà, cố gắng san sẻ gánh nặng với cha mẹ. Mặc dù đã dùng hết tâm sức để tìm cách chữa trị, bệnh tình của Quyên Quyên không hề có dấu hiệu cải thiện mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Những cơn bạo loạn diễn ra ngày một thường xuyên hơn, mỗi khi phát bệnh, Quyên Quyên dường như mất hết nhận thức. Có lúc, cô tự cắn xé gối chăn, đập đầu vào tường, dùng tay không đập vỡ kính, khiến cơ thể mình luôn chìm trong những vết thương rỉ máu. Một lần, trong cơn hoảng loạn, Quyên Quyên thậm chí đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. May mắn là tầng không cao, nên cô chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, sức mạnh của cô lại bùng phát dữ dội và cần đến ít nhất 2 người trưởng thành mới có thể kiềm chế được. Tình trạng ấy tiếp tục leo thang khi Quyên Quyên bắt đầu sử dụng các vật dụng nguy hiểm như dao và búa để tấn công những người xung quanh, kể cả những người thân trong gia đình. Những hành động bạo lực vô thức đó không chỉ giới hạn trong nhà, nhiều hàng xóm đã chứng kiến cảnh Quyên Quyên đuổi đánh cả người già và trẻ nhỏ. Có lần, một bà cụ hơn 80 tuổi suýt bị cô đánh trúng, may mà người nhà kịp thời ngăn lại. Mỗi khi thấy bóng dáng của cô bé, trẻ con trong xóm đều vội vàng lánh xa, người lớn cũng tránh mặt, sợ bị liên lụy. Nhưng người trong gia đình mới là những người gánh chịu nhiều nhất. Cha mẹ, chị và em gái của Quyên Quyên đều có những vết thương chằng chịt trên người, dấu tích của những trận bạo hành không kiểm soát. Đau lòng nhất chính là Đình Đình, cô chị gái từ nhỏ luôn bao dung và chăm sóc cho em. Nhiều lần, cô bị chính em gái mình tấn công, nhưng không bao giờ phản kháng. Đỉnh điểm là một lần Quyên Quyên phát bệnh, cầm dao rượt theo Đình Đình. Trong cơn hoảng loạn, cô chạy thục mạng, nhưng vẫn bị em gái đâm một nhát vào sau đầu, làm mái tóc dài mượt mà bị cắt đứt gọn gàng, máu tươi chảy ướt đẫm cả lưng áo. Đình Đình ngã gục trên sàn, tiếng thét kinh hoàng của cô vang lên khắp nhà. Vợ chồng ông Dũng khi nghe thấy liền lao lên, nhìn thấy con gái mình nằm bất động trong vũng máu. Họ vội vàng đưa cô đến bệnh viện, nơi bác sĩ phải khâu đến 14 mũi mới cứu được mạng sống của Đình Đình. Chỉ một chút nữa thôi, cô bé đã có thể chết dưới tay chính người em gái của mình. Sau biến cố đó, nỗi sợ hãi trong Đình Đình càng lớn dần. Lần đầu tiên trong đời, cô bật khóc nức nở trong vòng tay của mẹ, sợ hãi đến mức không dám nhắm mắt mỗi khi nghĩ đến việc về nhà. Nhưng, dù vậy, trong cô vẫn tồn tại một lòng bao dung khó tin. Sau khi hồi phục và xuất viện, cô vẫn đối xử với Quyên Quyên như trước, không hề tỏ ra oán hận hay trách móc. Tuy nhiên, vết sẹo dài in hẳn trên gáy là dấu ấn không thể xóa nhòa. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vết sẹo ấy vẫn nhắc nhở Đình Đình rằng mọi chuyện đã xảy ra, nỗi đau ấy là có thật. Vợ chồng ông Dũng nhìn đứa con gái lớn của mình, càng thấy xót xa và áy náy. Đình Đình đã hy sinh quá nhiều, và dù vậy, cô chưa bao giờ phàn nàn một lời. Nhìn cô chăm sóc cho người em gái bệnh tật, chịu đựng từng trận đòn từ người thân thiết nhất, ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Hàng xóm xung quanh, dù rất thương cảm cho Đình Đình,
nhưng chẳng ai có thể giúp đỡ hay san sẻ nỗi đau mà cô phải gánh chịu. Sự hy sinh thầm lặng của cô chỉ như một ngọn nến nhỏ bé le lói trong cơn bão tố cuồng loạn của căn bệnh đang gặm nhấm Quyên Quyên. Trong khi đó, sự quan tâm của vợ chồng ông Dũng hoàn toàn tập trung vào Quyên Quyên. Họ dành toàn bộ thời gian và sức lực để cố gắng tìm kiếm một liệu pháp chữa trị, vô tình lãng quên đi sự hiện diện của hai cô con gái còn lại, đặc biệt là Đình Đình, người mang trên mình những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Chính điều này đã tạo ra áp lực vô hình đè nặng lên vai Đình Đình, một gánh nặng mà cô không thể chia sẻ cùng ai. Vào một ngày tháng 5 năm 2005, Đình Đình đã đưa ra một quyết định đầy tuyệt vọng, tự kết liễu cuộc đời mình. Ở tuổi 17, cô đã rời bỏ trường học và làm việc như một nhân viên thu ngân tại siêu thị, cố gắng kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trước khi thực hiện ý định, Đình Đình đã nhắn tin cho chủ cửa hàng với lời xin nghỉ việc đột ngột, mặc dù trước đó không lâu cô còn bày tỏ nguyện vọng muốn làm việc chăm chỉ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho cha mẹ. Thái độ bất thường này khiến chủ cửa hàng cảm thấy lo lắng, linh cảm có điều gì đó không ổn. Ngay lập tức, chủ cửa hàng liên hệ với cha mẹ Đình Đình để cảnh báo về tình trạng của cô. Khi nhận được tin, vợ chồng Dũng vội vã chạy vào phòng con gái. Trước mắt họ là cảnh tượng Đình Đình đang nằm bất động. Trên bàn là vị thuốc an thần vốn được dùng để kiểm soát bệnh của Quyên Quyên. Một bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy dưới gối, với những dòng chữ đầy đau đớn. Quá hoảng sợ, cả hai ngay lập tức đưa con vào bệnh viện để rửa ruột trong tình trạng gấp gáp. Mặc dù đã được cứu chữa, Đình Đình vẫn hôn mê suốt 3 ngày liên tiếp. Khi tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cha mẹ bên giường bệnh, lòng cô trào lên một cảm giác mâu thuẫn khó tả. Giữa khao khát được giải thoát và nỗi lưu luyến gia đình, cô cảm thấy bản thân mình không đủ can đảm để từ bỏ, nhưng cũng không thể nào tìm ra lối thoát cho chính mình. Sau khi tỉnh dậy, Đình Đình bày tỏ mong muốn sâu kín nhất trong lòng được quay trở lại trường học. Từng là một trong những học sinh có thành tích nổi bật trong lớp, Đình Đình vốn mang trong mình hy vọng về một tương lai tươi sáng khi thi đậu vào đại học, có thể thay đổi số phận của mình và cả gia đình. Nhưng từ khi Quyên Quyên phát bệnh, mọi thứ dần trở nên rối loạn và giấc mơ ấy đã tan biến. Cha mẹ cô nhận thấy mong muốn ấy và cố gắng ủng hộ, quyết định làm thủ tục để cô trở lại trường. Thế nhưng, sau những biến cố đã trải qua, tâm trí Đình Đình không còn đủ mạnh mẽ để tập trung như trước. Áp lực học tập và sự mệt mỏi từ cuộc sống gia đình khiến cô không còn giữ được sự nhiệt huyết và đam mê từng có. Những kiến thức phức tạp của chương trình trung học khiến cô dần kiệt sức, kết quả học tập ngày càng sa sút. Thực tế phũ phàng rằng, con đường vào đại học đã trở nên xa vời khiến Đình Đình một lần nữa quyết định rời khỏi trường, chấm dứt mọi hy vọng mong manh. Trở về cuộc sống thường nhật, Đình Đình tiếp tục gánh vác trách nhiệm chăm sóc Quyên Quyên, chịu đựng những cơn cuồng nộ bất thường của em gái. Cô dành hết thời gian và sức lực để trông chừng người em đang chìm trong bệnh tật. Trong những đêm dài cô độc, nước mắt lặng lẽ rơi, lòng cô ngập tràn nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Mọi hy vọng, mọi ước mơ đều bị cuốn trôi theo cơn bão bệnh tình của em gái. Để đảm bảo an toàn cho gia đình, ông Dũng quyết định dùng xích sắt để khóa Quyên Quyên lại mỗi khi cô bé phát bệnh và ghi hình những khoảnh khắc ấy. Những đoạn video ấy sau đó được chiếu cho Quyên Quyên xem khi cô trở lại trạng thái tỉnh táo. Mỗi lần như thế, Quyên Quyên đều bật khóc, đau khổ trước những hành động không thể kiểm soát của bản thân, liên tục xin lỗi và viết thư hối lỗi. Nhưng tất cả chỉ là những lời xin lỗi vô vọng. Bản thân Quyên Quyên dù có muốn tự chủ cũng không thể ngăn cản cơn bệnh dày vò tâm trí mình. Số lần phát bệnh ngày càng nhiều, cơn điên loạn cũng trở nên không thể đoán trước. Dù gia đình luôn mong ước có thể tháo bỏ xiềng xích để cô bé được sống tự do như bao người khác, nhưng sự thật khắc nghiệt là họ không có lựa chọn nào khác. Gánh nặng tài chính và tinh thần đè nén gia đình nhỏ ấy từng ngày. Từ một tổ ấm êm đềm, họ rơi vào cảnh tượng tan nát, nơi mà những tiếng cười đã bị thay thế bằng tiếng gào khóc, la hét và sự đề phòng lẫn nhau. Ngay cả việc khóa cửa phòng của Quyên Quyên cũng không chỉ là khóa lại cô bé, mà như nhốt cả gia đình vào một nhà tù vô hình không có lối thoát. Những năm tháng ấy, ông Dũng cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục, bước vào căn nhà từng là nơi trú ẩn an toàn, nay lại chỉ còn lại sự ngột ngạt và căng thẳng. Dù gia đình yêu thương Quyên Quyên, nhưng sự dày vò về thể chất và tinh thần mỗi khi cô phát bệnh khiến họ bất lực, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng bảo vệ chính mình. Một lần, khi ông đang ngồi trên ghế sofa, Quyên Quyên đang ăn bỗng nhiên bật dậy và lao thẳng đến ông. Trước khi ông kịp phản ứng, đôi đũa trên tay cô đã đâm mạnh vào mắt ông. Đau đớn và hoảng sợ, ông chỉ còn biết lùi lại, may mắn thay, không bị thương quá nặng. Những cơn điên loạn như thế lặp đi lặp lại, mỗi lần lại đẩy cả gia đình vào một góc tối u ám, khiến họ cảm thấy không còn sức lực để đối mặt. Dù muốn từ bỏ, nhưng vì là cha mẹ, họ không thể buông tay con mình.
thương con nhưng cũng sợ hãi. Gia đình đã thử mọi cách để duy trì sự ổn định mong manh. Khi Đình Đình trưởng thành, cô đề xuất thay phiên nhau chăm sóc em gái để san sẻ gánh nặng. Từ đó, mỗi đêm trong nhà đều có một người túc trực bên giường của Quyên Quyên, sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì xảy ra. Vòng xoáy của bệnh tật, tình yêu và sự hy sinh tiếp tục kéo dài, không có hồi kết, nhấn chìm những con người vô tội trong nỗi đau dai dẳng. Sự tuyệt vọng trở thành người bạn đồng hành của gia đình ấy, nhưng họ vẫn kiên cường bám víu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi, mong một ngày phép màu sẽ xảy ra. Nhưng thực tại tàn khốc vẫn ở đó, nhắc nhở họ rằng con đường họ đi chẳng khác nào một ngõ cụt đầy nước mắt và máu. Đình Đình đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Năm 2005, khi đang học lớp 10, cô quyết định nghỉ học, rời xa ngôi trường mà mình yêu thích để về nhà chăm sóc em gái thay cho mẹ. Những ngày dài miệt mài bên Quyên Quyên đã khiến sức khỏe của bà Trinh dần suy yếu và Quyên Quyên cũng không còn nghe lời bà như trước. Ngược lại, Quyên Quyên lại cảm thấy gần gũi hơn với người chị sinh đôi của mình, người luôn kiên nhẫn ở bên cạnh và không bao giờ trách móc. Khi không còn bị cơn bệnh chi phối, Quyên Quyên trở lại với hình dáng một cô bé hiền hòa, đáng yêu, đôi khi còn làm cho cả nhà bật cười với những hành động ngây ngô. Những lúc đó, cô bé ngồi lặng lẽ một góc, say sưa vẽ những bức tranh mà mình yêu thích. Trong các bức vẽ, hình ảnh một ngôi nhà đơn độc với ô cửa sổ hiện lên nhiều nhất. Đằng sau ô cửa, có một cô gái đang mỉm cười nhìn ra thế giới bên ngoài. Đối với gia đình, hình ảnh đó mang một ý nghĩa sâu xa mà không ai dám nói ra. Đó là chính là hình ảnh của Quyên Quyên, người đang bị giam cầm bởi căn bệnh quái ác, khao khát được tự do và mong muốn trở về với cuộc sống như bao người bình thường khác. Có một lần, trong một khoảnh khắc tỉnh táo, Quyên Quyên dừng tay, đôi mắt buồn bã nhìn vào chị gái. Ánh mắt ấy như chứa đựng nỗi đau không lời và niềm hối hận sâu sắc. Dù vậy, Đình Đình vẫn lặng lẽ nén nước mắt, cố gắng giữ nụ cười trên môi để động viên em. Nhưng đằng sau đó là những đêm dài trằn trọc không ngủ, những giọt nước mắt cô phải giấu kín trong bóng tối. Cảm nhận nỗi bất lực và đau xót đang siết chặt trái tim mình từng ngày. Vì vậy, mỗi khi Quyên Quyên tỉnh táo, Đình Đình luôn cố gắng đưa em ra ngoài, cho em cảm nhận những điều giản đơn như ánh nắng, gió trời và tiếng nói cười của người xung quanh. Cô đã dành hết sự yêu thương, kiên nhẫn và cả tuổi thanh xuân để chăm sóc cho người em gái không may mắn, hy vọng mang đến cho em những phút giây bình yên ít ỏi. Nhưng đằng sau nụ cười dịu dàng ấy, Đình Đình lại đang chìm dần vào một vực thẳm không ai có thể nhìn thấu. Cô gái 17 tuổi đã biến mọi suy nghĩ và nỗi lòng của mình thành những dòng chữ trong một blog với cái tên đầy ý nghĩa, Cô gái và xiềng xích. Mỗi bài viết là một mảnh ghép của tâm hồn, nơi cô thổ lộ tất cả những tâm sự không thể chia sẻ cùng ai. Đó là những lời nhắn nhủ đến em gái, là lời tự an ủi chính mình và là những nỗ lực níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Quyên Quyên à, dù khó khăn có lớn đến đâu, chúng ta vẫn phải cùng nhau bước tiếp. Phía trước có thể là bóng tối, nhưng chỉ cần đi tiếp, chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng. Những dòng chữ chất chứa tình yêu thương và nghị lực ấy dường như chỉ mang lại sự an ủi cho chính Đình Đình. Bởi khi cơn bệnh lại ập đến, Quyên Quyên chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì. Tất cả chỉ còn lại những vết thương trên cơ thể chị gái và nỗi ám ảnh đè nặng lên trái tim cô mỗi khi đêm xuống. Theo thời gian, bệnh tình của Quyên Quyên ngày một xấu đi, trong khi cả gia đình đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, Đình Đình cũng mất dần đi mọi ước mơ và hy vọng cho tương lai. 18 tuổi, lứa tuổi đáng lẽ phải tràn đầy sức sống và mộng mơ, nhưng Đình Đình lại bị vùi dập dưới gánh nặng của sự tuyệt vọng và sự mỏi mệt kéo dài không hồi kết. Sự u uất ngày càng xâm chiếm tâm trí cô gái trẻ. Những dòng viết trên blog không còn là những lời động viên nữa, mà thay vào đó là nỗi niềm đầy đau khổ. Chính chúng ta mới là những người không có tự do. Em bị nhốt trong nhà, còn chị thì đang bị nhốt trong chính tâm hồn mình. Chị đã kiệt sức rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Dường như không ai nhận ra, Đình Đình cũng là một nạn nhân. Trong khi gia đình dành mọi sự chú ý cho Quyên Quyên, Đình Đình đã âm thầm gánh chịu tất cả sự cô đơn, đau đớn và những tổn thương không lời. Trái tim của cô dần khép lại, tâm hồn rơi vào bóng tối của trầm cảm. Và trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, Đình Đình đã chọn cách giải thoát bản thân, một quyết định bi thảm nhưng cũng là kết quả của những năm tháng dài chịu đựng mà không ai thấu hiểu. Rất may, gia đình đã kịp thời phát hiện và đưa cô trở về từ bờ vực của cái chết. Sau đó, Quyên Quyên bỗng trở nên lặng lẽ hơn trong một thời gian ngắn, như thể bản thân cô bé cũng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của chị gái. Cô bé vẫn hay nhắc đến một sự giải thoát, điều mà chính cô cũng không thể nào kiểm soát được bởi căn bệnh đã dày vò tâm trí quá lâu. Cuối cùng, đứng trước sự bất lực và khổ đau kéo dài, ông Dũng buộc phải đối diện với một quyết định đau đớn. Ông từng nghĩ đến việc để Quyên Quyên ra đi một cách nhẹ nhàng. Thật ra, khi tỉnh táo,
Quyên Quyên nhiều lần bày tỏ rằng cô muốn được giải thoát. Đối với cô, việc kết thúc có lẽ sẽ tốt hơn việc tiếp tục kéo dài nỗi khổ sở không có hồi kết này. Còn đối với ông Dũng và gia đình, đây là một quyết định giằng xé, bởi họ đã mất đi quá nhiều, hy sinh quá nhiều, và giờ đây trước mắt họ chỉ còn lại sự bất lực đến tuyệt vọng. Bên trong ngôi nhà ấy, tình yêu và nỗi đau luôn tồn tại song hành. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, ông Dũng và bà Trinh vẫn không buông tay đứa con gái bất hạnh của mình. Đó không chỉ là sự hy sinh của một gia đình, mà còn là bi kịch của những con người bị mắc kẹt trong chính vòng tròn định mệnh đầy đau đớn mà họ không thể thoát ra. Hôm ấy, ngồi trước màn hình máy tính, ông Dũng cảm thấy bất lực tột cùng khi tìm kiếm những thông tin về cái chết êm ái. Nỗi dằn vặt không ngừng hành hạ ông mỗi ngày khi phải chứng kiến con gái mình chìm đắm trong đau đớn. Trong khoảnh khắc ấy, ông đã tự hỏi liệu có phải mình đang làm điều đúng đắn không khi nghĩ đến việc cho con một lối thoát cuối cùng. Nhưng trước mong muốn mạnh mẽ của con gái được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này, ông đã quyết định hỏi ý kiến của cô. Khi Quyên Quyên bình tĩnh lại, ông thận trọng đề cập đến khả năng này. Với ánh mắt mệt mỏi và chán chường, cô bé chỉ gật đầu, đồng ý không chút do dự. Những ngày dài bị cơn bệnh dày vò đã bào mòn sức lực và ý chí của cô. Cô không còn muốn tiếp tục là gánh nặng cho gia đình, không muốn mọi người phải chịu đựng thêm vì mình. Thế nhưng, dù hai cha con cùng mong muốn như vậy, đó vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời, vì cái chết êm ái chưa từng được hợp pháp hóa trong xã hội của họ. Sau một hồi suy nghĩ, ông Dũng cũng dần tỉnh táo lại. Nhìn con gái, ông không thể nhẫn tâm thực hiện ý định này. Ông quyết định từ bỏ ý nghĩ đó, thay vào đó, tìm một cách khác để giúp con. Lúc này, ý định đưa Quyên Quyên ra khỏi nhà bỗng nảy sinh trong tâm trí. Với nỗi lòng rối bời, ông quyết định dẫn con gái rời khỏi gia đình mà không nói với bất kỳ ai một lời. Sự ra đi đột ngột của hai cha con khiến gia đình rơi vào hoang loạn. Bà Trinh cùng hai cô con gái còn lại tìm kiếm khắp nơi, chạy đồn chạy đáo nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Cuối cùng, sau những ngày dài nỗ lực, họ tìm thấy ông Dũng và Quyên Quyên tại một công trường xây dựng hoang sơ. Cả gia đình ôm chầm lấy nhau, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mỗi người. Trong khi đó, ánh mắt của Quyên Quyên vẫn thẫn thờ, không mảy may phản ứng, như thể cô đã quá quen với cảm giác tuyệt vọng này. Sau khi trở về nhà, câu chuyện về hành động của ông Dũng nhanh chóng lan truyền. Truyền thông bắt đầu chú ý đến gia đình họ, liên tục đưa tin với nhiều tiêu đề gây sốc và thêu dệt. Những bài báo giật gân xuất hiện, chỉ trích và lên án quyết định của ông và cho rằng ông không có quyền quyết định sự sống chết của con mình. Giữa cơn bão dư luận, ông Dũng trở thành trung tâm của những lời chỉ trích nặng nề. Nhưng đối với ông, tất cả những điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông đã quá mệt mỏi và điều duy nhất ông quan tâm chỉ là làm thế nào để giúp con gái mình được yên ổn. Trong cảnh khốn đốn, ông Dũng quyết định tìm một bệnh viện tâm thần để đưa Quyên Quyên vào điều trị. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều thất bại. Tất cả các bệnh viện ở Thành Đô đều từ chối tiếp nhận cô bé, bởi tình trạng của Quyên Quyên đã trở nên quá nghiêm trọng và vượt ngoài khả năng chữa trị. Chỉ đến ngày 10 tháng 8 năm 2007, một bệnh viện tâm thần ở Bành Châu mới đồng ý tiếp nhận cô. Mang theo chút hy vọng mong manh, ông Dũng đưa con đến Bành Châu với hy vọng rằng ở nơi đó, Quyên Quyên sẽ được chăm sóc và điều trị tốt hơn. Nhưng không ai ngờ rằng, đây lại là lần đưa con gái đến nơi sẽ trở thành địa ngục cuối cùng của cô bé. Chỉ 11 ngày sau, vào buổi sáng ngày 21 tháng 8, một cuộc gọi từ bệnh viện làm cả gia đình chết lặng. Bệnh viện thông báo rằng Quyên Quyên đã không thể tự chăm sóc bản thân, tình trạng chuyển biến xấu bất ngờ. Ngay lập tức, ông Dũng cùng cả gia đình vội vã lên đường đến Bành Châu. Khi đến nơi, họ được thông báo rằng Quyên Quyên đã chống đối mọi liệu pháp điều trị, từ chối ra khỏi phòng và không hợp tác với bất cứ ai. Tình trạng này kéo dài đến mức bệnh viện không còn cách nào khác ngoài đề nghị gia đình đưa cô bé trở về. Trước cảnh tượng ấy, gia đình không tin vào những gì đang diễn ra. Họ lập tức yêu cầu được gặp Quyên Quyên. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, mùi hôi thối nồng nặc phà vào mũi, khiến mọi người bất giác đưa tay che mặt. Trước mắt họ là cảnh tượng đau lòng đến khó tin. Quyên Quyên chỉ nằm bất động trên giường, cơ thể gầy guộc chỉ được che bởi một lớp áo mỏng manh, cả người chìm trong lớp chăn dày dù giữa tiết trời oi ả. Không ai chăm sóc, Quyên Quyên phải tự ăn uống, đi vệ sinh ngay tại chỗ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và dơ bẩn. Những vết loét bắt đầu xuất hiện khắp cơ thể, như minh chứng cho điều kiện sống tồi tệ mà cô đã phải chịu đựng. Sự phẫn nộ dâng trào, gia đình ngay lập tức đến gặp giám đốc bệnh viện để chất vấn. Thế nhưng, lời đáp lại chỉ là những câu nói lạnh lùng vô cảm, phủi bỏ mọi trách nhiệm. Nhân viên y tế cho rằng, gia đình không tin tưởng vào phương pháp điều trị thì tốt hơn hết là nên đưa con bé về nhà. Nếu muốn để Quyên Quyên ở lại, họ sẽ phải tự tìm người đến chăm sóc cho cô bé.
Những lời nói ấy như ngọn lửa thiêu đốt lòng kiên nhẫn của gia đình ông Dũng. Nhưng họ hiểu rằng, nếu không hành động ngay, con gái họ sẽ tiếp tục bị đày đọa trong tình trạng khốn khổ này. Trước sự hỗn loạn và bất lực của cha mẹ, Đình Đình quyết định bước ra và đề nghị ở lại chăm sóc em. Cô nhận ra mình không thể để em gái chịu đựng thêm nữa. Sau khi bàn bạc, cuối cùng vợ chồng Dũng đành phải chấp nhận để Đình Đình ở lại qua đêm tại bệnh viện. Nhìn đứa con gái lớn đầy nghị lực và yêu thương chuẩn bị ở lại với người em tội nghiệp, vợ chồng họ chỉ còn biết dặn dò cô thật kỹ lưỡng, mong sao Đình Đình có thể bảo vệ bản thân và Quyên Quyên an toàn qua đêm. Đêm ấy, lần đầu tiên Đình Đình phải đối diện với nỗi đau của Quyên Quyên trong một căn phòng bệnh viện lạnh lẽo. Đối với cô, không có gì đau đớn hơn khi nhìn thấy người em gái mà mình đã yêu thương hết mực giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình, nằm co ro như một con thú hoang bị thương tổn, không còn chút sức lực nào để chống lại nỗi tuyệt vọng của chính mình. Cô quyết tâm sẽ không để em gái mình phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Vào lúc 11 giờ đêm, vợ chồng Dũng mới trở về nhà sau một ngày dài căng thẳng và lo lắng. Họ mang theo hy vọng rằng, với sự giúp đỡ của Đình Đình, mọi chuyện sẽ dần đi vào ổn định. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ hoàn toàn khi chỉ sáng sớm hôm sau, một cuộc gọi từ cảnh sát Bành Châu đã khiến họ choáng váng. Thông báo rằng Quyên Quyên đã qua đời, và điều đau đớn hơn cả là thủ phạm chính là Đình Đình, đứa con gái mà họ vẫn luôn tin tưởng. Cảnh sát đã thuật lại sự việc với một sự lạnh lùng vô cảm. Sau khi cha mẹ rời đi, Đình Đình đứng lặng trước giường bệnh, nhìn em gái với ánh mắt đau đớn. Quyên Quyên lúc đó chẳng khác gì một cái xác không hồn, cơ thể tiểu tụy, lấm lem những vết bẩn và những vết loét mờ mù. Đình Đình cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi xót xa không thể diễn tả. Đây có lẽ là khoảnh khắc nhục nhã và đau đớn nhất mà em gái phải chịu đựng từ khi bị bệnh đến nay. Không thể kìm được nước mắt, Đình Đình bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt về mái tóc của em, cố gắng che giấu nỗi đau bằng giọng nói dịu dàng nhất. Cô đưa nước ấm đến để giúp em tắm rửa, gội đầu, lau sạch những vết thương trên cơ thể và sắp xếp lại căn phòng bừa bộn. Quyên Quyên cuối cùng cũng bình yên chìm vào giấc ngủ, nhưng Đình Đình thì không tài nào chợp mắt được. Cô cứ nằm đó, những suy nghĩ xoay vần không dứt. Cô tự hỏi liệu có phải cả gia đình sẽ phải sống trong cảnh này suốt đời, liệu em gái có thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau và sự nhục nhã này đến bao giờ? Họ có thể ở bên chăm sóc Quyên Quyên mãi được sao? Càng nghĩ, tâm trí cô càng trở nên trống rỗng. Một ý nghĩ khủng khiếp dần chiếm lấy, phải kết thúc thôi, để tất cả được giải thoát. Quyết định ấy đến quá nhanh, như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Đình Đình cảm thấy mình hoàn toàn vô hồn và máy móc. Không chút do dự, cô cầm lấy chiếc gối, ấn chặt vào mặt và mũi của Quyên Quyên, giữ thật lâu cho đến khi cơ thể em gái không còn cử động nữa. Tất cả kết thúc trong im lặng đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Đình Đình như một mớ hỗn độn trống rỗng. Cô không cảm thấy gì ngoài một sự bình yên giả tạo, tự nhủ rằng cuối cùng thì cả em gái và gia đình cũng được giải thoát. Đặt chiếc gối xuống, Đình Đình ngồi thẫn thờ trên giường, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho một người bạn học, rồi bình thản bấm số gọi cảnh sát để thú nhận. Khi cảnh sát đến, Đình Đình đã ngồi chờ sẵn, dáng vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô mặc trang phục chỉnh tề, ánh mắt xa xăm như thể mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu. Không lâu sau, Đình Đình bị dẫn ra khỏi bệnh viện tâm thần Bành Châu, tay còng chặt và đưa về đồn cảnh sát. Những sự việc diễn ra quá nhanh chóng và đầy bất ngờ khiến vợ chồng Dũng khi đến đồn cảnh sát vào ngày hôm sau vẫn không thể tin vào tai mình. Cảm giác đau đớn và ngỡ ngàng bao trùm lên họ khi nghe tin tức khủng khiếp về hai đứa con gái. Vụ án Đình Đình giết hại em gái nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận. Người ta tranh cãi liệu Đình Đình đáng được cảm thông hay phải bị lên án. Đây là một vụ giết người tàn nhẫn hay chỉ là một hành động xuất phát từ lòng thương yêu? Hung thủ sẽ phải đối mặt với hình phạt gì? Mỗi câu hỏi đều như nhát dao cứa vào lòng gia đình ông Dũng. Giữa làn sóng phẫn nộ và sự chỉ trích, những người đau đớn nhất chính là vợ chồng Dũng và bà Trinh. Bà Trinh suy sụp hoàn toàn, nhiều lần ngất xỉu và thậm chí không thể nói được một câu trọn vẹn. Còn ông Dũng, mỗi lời buộc tội như một nhát búa giáng mạnh xuống, khiến ông ngã quỵ. Nhưng dù trong cảnh ngộ đau khổ đến đâu, họ vẫn giữ vững một niềm tin, Đình Đình không phải là kẻ sát nhân máu lạnh. Họ hiểu rằng, những gì con gái đã làm đều xuất phát từ một trái tim đầy tình thương và sự tuyệt vọng. Lục lại những ký ức cũ, ông Dũng chợt nhớ lại lời của Quyên Quyên từng khuyên ông đọc blog của Đình Đình. Trên đó cô viết rất nhiều chuyện buồn. Lúc ấy, ông mới giật mình nhận ra rằng bản thân đã vô tình bỏ quên một đứa con khác. Sau khi trở về nhà, ông và vợ tìm thấy một quyển nhật ký trong phòng Đình Đình. Những dòng chữ trong đó khiến họ cảm thấy như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Từng câu từng chữ là lời trách móc không nói thành lời, là nỗi đau mà họ chưa từng biết đến,
cha mẹ có thể quan tâm đến con nhiều hơn một chút không? Dù chỉ là giả vờ cũng được, con cũng là con của cha mẹ mà. Đứng trước tòa, ông Dũng nghẹn ngào, ông không ngừng tự trách mình, ông cầu xin được thay con gái chịu tội, chỉ mong Đình Đình được tự do, bởi lẽ với ông, sự thiếu quan tâm của cha mẹ đã đẩy con gái đến bước đường cùng. Ông thừa nhận rằng mình đã quá tàn nhẫn khi chỉ mải mê lo lắng cho Quyên Quyên mà quên mất Đình Đình, đứa con cũng cần tình yêu và sự quan tâm. Lời cầu xin thống khổ ấy làm rung động trái tim nhiều người, nhưng luật pháp vẫn là luật pháp, với chứng cứ rõ ràng, hành vi của Đình Đình bị xác định là tội giết người có chủ đích, không thể tranh cãi. Nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy tinh thần của cô có dấu hiệu bất thường, ánh mắt lờ đờ và những biểu hiện thiếu tỉnh táo khiến họ quyết định tiến hành giám định tâm thần cho cô. Kết quả cho thấy Đình Đình mắc chứng trầm cảm nặng, một căn bệnh đã đeo bám cô suốt bao năm tháng chịu đựng trong im lặng. Gia đình, bệnh tật và sự cô đơn đã cùng nhau đẩy Đình Đình đến vực thẳm không lối thoát. Nhưng liệu điều đó có đủ để biện minh cho tội ác mà cô đã gây ra? Câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ, không chỉ đối với quan tòa mà còn với cả chính gia đình ông Dũng. Những người dù đau đớn vẫn tin rằng Đình Đình là nạn nhân chứ không phải hung thủ thực sự trong bi kịch này. Ngày 26 tháng 2 năm 2008, hội đồng xét xử cuối cùng đã đưa ra phán quyết sau một thời gian dài cân nhắc, với việc xác định rằng Đình Đình có hoàn cảnh đặc biệt và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của chứng trầm cảm khi gây án. Tòa tuyên phạt cô 3 năm tù giam, nhưng cho hưởng án treo trong 5 năm. Điều này đồng nghĩa với việc Đình Đình sẽ không phải chấp hành án tù ngay lập tức. Khi nghe kết quả này, cả gia đình họ Liêu như trút bỏ được gánh nặng lớn lao trong lòng. Dù chưa hoàn toàn giải thoát khỏi bóng ma quá khứ, họ vẫn hy vọng có thể quên đi nỗi đau đã qua và bắt đầu lại cuộc sống mới, cố gắng xây dựng lại gia đình đã bị phá vỡ. Nhưng mọi chuyện dường như vẫn chưa thật sự khép lại. Sau khi phán quyết được công bố, vụ án lại một lần nữa khuấy động dư luận, tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong xã hội. Có người đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình và cho rằng đây là một phán quyết hợp lý và nhân đạo. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối rằng mạng sống không thể bị đánh đổi một cách nhẹ nhàng như vậy. Đặc biệt, nhiều người chỉ trích rằng người mắc bệnh tâm thần cũng có quyền được sống và mạng sống của họ không thể bị tước đoạt chỉ vì sự bất lực của gia đình. Những ý kiến phản đối này ngày càng trở nên dữ dội, tạo thành làn sóng yêu cầu tòa án phải tái thẩm vụ án. Trước sức ép lớn từ dư luận, chỉ một tuần sau, Viện Kiểm sát địa phương đã chính thức đệ đơn kháng cáo, với lập luận rằng phán quyết ban đầu là chưa phù hợp và không đủ nghiêm khắc đối với hành vi của Đình Đình. Họ cho rằng, việc tước đoạt mạng sống của một người, dù đó là người mắc bệnh tâm thần, vẫn cần phải được xét xử công bằng theo luật pháp. Nếu không, việc này sẽ tạo ra tiền lệ xấu trong xã hội, khiến người khác lợi dụng hoàn cảnh để biện minh cho hành vi giết người. Trước tình thế ấy, Đình Đình một lần nữa phải đứng trước tòa. Phiên tòa tái thẩm thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, bởi đây không chỉ là một vụ án giết người đơn thuần mà còn liên quan đến những vấn đề đạo đức và pháp lý sâu sắc. Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô buộc phải xem xét mọi khía cạnh một cách cẩn trọng, vì tính chất đặc biệt của vụ án này đòi hỏi sự sáng suốt và khôn ngoan từ các thẩm phán. Họ cần phải đưa ra một quyết định không chỉ đảm bảo công lý, mà còn phải dung hòa được giữa sự nghiêm khắc của luật pháp và sự nhân đạo đối với hoàn cảnh éo le của gia đình. Trong hệ thống tư pháp, có một nguyên tắc được gọi là kết hợp giữa khoan hồng và nghiêm khắc. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng, việc xét xử không thể chỉ dựa trên hành vi phạm tội, mà phải xem xét đến cả hoàn cảnh và động cơ của tội phạm. Điều đó có nghĩa là mỗi trường hợp cần được phân tích kỹ lưỡng để đánh giá xem hình phạt cần thiết đến mức nào, có nên khoan dung hay xử lý nghiêm khắc. Đây là một nguyên tắc khó áp dụng trong những trường hợp phức tạp như của Đình Đình, bởi lẽ không chỉ có yếu tố pháp luật mà còn là vấn đề nhân văn, trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với người bệnh. Tiểu Trần, luật sư bào chữa cho Đình Đình cho rằng hành vi của cô không chỉ là kết quả của sự yếu đuối cá nhân mà còn là hệ quả của một hệ thống thiếu sự hỗ trợ và chăm sóc cho những người mắc bệnh tâm thần. Sự bế tắc và tuyệt vọng đã đẩy gia đình họ Liêu đến tình trạng không còn đường lui. Đây không chỉ là lỗi của một cá nhân mà là lỗi của cả xã hội khi để một gia đình rơi vào bi kịch mà không hề có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Do đó, ông cho rằng xã hội cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm trong vụ việc này. Khi phiên tòa tái thẩm mở ra, hàng nghìn người dân Thành Đô đã ký đơn kiến nghị xin giảm án cho Đình Đình. Những người từng chứng kiến cảnh ngộ của gia đình họ Liêu đều cho rằng không ai hiểu rõ nỗi đau mà gia đình này đã phải trải qua. Một người hàng xóm từng sống cạnh gia đình nói rằng nếu ở vào vị trí của Đình Đình, có lẽ không ai trong chúng ta có thể làm khác. Gia đình họ đã chịu đựng quá nhiều mất mát, và giờ đây, nếu mất đi Đình Đình, họ sẽ mất đi tất cả. Trong vài ngày ngắn ngủi, hàng nghìn chữ ký được thu thập, không chỉ từ người thân quen,
mà còn từ những người xa lạ cảm thông với hoàn cảnh của Đình Đình. Mọi người đều hy vọng rằng tòa án sẽ giữ nguyên bản án ban đầu, bởi vì đối với họ, Đình Đình không phải là kẻ sát nhân độc ác mà chỉ là một cô gái trẻ bất hạnh, bị đẩy vào một ngõ cụt mà không có lối thoát. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Một số người phản đối mạnh mẽ, cho rằng bản án quá nhẹ, không đủ để răn đe. Họ tin rằng luật pháp không thể nhắm mắt trước việc một sinh mạng bị tước đoạt một cách vô lý, dù lý do có thuyết phục đến đâu. Trong phiên tòa tái thẩm diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2008, sau 3 phiên xét xử và nhiều lần thảo luận căng thẳng, tòa án cuối cùng đã đưa ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu. Với phán quyết này, Đình Đình không phải chịu thêm bất kỳ hình phạt nào khác ngoài thời gian hưởng án treo. Ngay khi rời khỏi tòa án, Đình Đình đã đi đến mộ của em gái. Đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo, cô không kìm được nước mắt. Hình ảnh Quyên Quyên với đôi mắt trong veo vẫn như đang nhìn thẳng vào cô từ bức ảnh trên bia mộ. Đình Đình nức nở trong cơn đau không thể diễn tả. Cô nhớ lại những kỷ niệm giữa hai chị em, những năm tháng tươi đẹp trước khi căn bệnh đến và phá nát mọi thứ. Nỗi ân hận ngập tràn khiến trái tim cô đau nhói, nhưng tất cả đã quá muộn. Cuối cùng, bi kịch của gia đình họ Liêu đã khép lại, nhưng vết thương sẽ mãi mãi không thể lành. Đây không chỉ là một vụ án giết người, mà là một thảm kịch gia đình sâu sắc, phơi bày những góc khuất đau lòng của xã hội đối với người mắc bệnh tâm thần. Hậu quả không chỉ là mất mát về con người, mà còn là sự mất mát về niềm tin, sự suy sụp của một gia đình vốn từng hạnh phúc.